Cô chào tất cả các con. Tiết học hôm trước, chúng ta đã được học bài luyện tập quan sát cây cối. Và để làm được một bài văn miêu tả cây cối hay hơn và sáng tạo hơn, thì hôm nay cô và các con cùng đến với tiết tập làm văn qua bài luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Bài đầu tiên, dưới đây là một số đoạn văn tả lá, thân và gốc một số loài cây. Theo em, cách tả của tác giả trong mỗi đoạn văn có gì đáng chú ý? Trước khi vào bài, cô sẽ cho các con quan sát lá bàn. Chúng ta cùng đến với bài lá bàn. Có những cây mùa nào cũng đẹp như cây bàn. Mùa xuân, lá bàn mới nảy, trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Khi lá bàn ngã sang màu lục, ấy là mùa thu. Sang đến những ngày cuối đông, mùa của lá rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng. Những lá bàn mùa đông đỏ như đồng ấy, tôi có thể nhìn cả ngày không chán. Năm nào tôi cũng chọn lấy mấy lá thật đẹp về phủ một lớp dầu mỏng, bày lên bàn viết. Bạn có biết nó gợi lên chất liệu gì không? Chất sơn mài. Màu lục có nghĩa là màu xanh sẫm pha vàng. Và tiếp theo cô cho các con quan sát hình cây sồi. Chúng ta cùng đến với bài cây sồi vàng. Đây là bài tả thân cây và gốc cây. Cây sồi vàng. Bên vệ đường, sừng sững một cây sồi. Đó là một cây sồi lớn, hai người ôm không xuể. Có những cành có lẽ phải gãy từ lâu, vỏ cây nứt nẻ đầy vết sẹo. Với những cánh tay to xù xì không cân đối, với những ngón tay quèo quào xòe rộng, nó như một con quái vật già nua câu có và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười. Bây giờ đã là đầu tháng 6, mới sau có một tháng, cây sồi già đã thay đổi hẳn, tỏa rộng thành vòm lá xum xuê xanh tốt thẫm màu, đang say sưa ngây ngất, khẽ đung đưa trong nắng chiều. Không còn thấy những ngón tay co quắp, những vết sẹo và vẻ ngờ vực, buồn rầu trước kia. Xuyên qua lớp vỏ cứng và hàng thế kỷ, những khóm lá non xanh tươi đã đâm thẳng ra ngoài. Thật khó lòng tin được chính cây sồi già cằn cỗi kia đã sinh ra chùm lá non xanh mơn mởn ấy. À, tác giả miêu tả bộ phận nào của cây? Qua hai bài thì bài A là tả về lá bàn và bài B là tả cây sồi già, thân, cành, lá. Tác giả miêu tả theo trình tự nào? Ở bài A, tả rất sinh động sự thay đổi màu sắc của lá bàn theo thời gian bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Bài B tả sự thay đổi của cây sồi già từ mùa đông sang mùa xuân. Mùa đông, cây sồi nứt nẻ, đầy sẹo. Sang mùa xuân, cây sồi tỏa rộng thành vòm lá xung xuê, bừng dậy một sức sống bất ngờ. Tìm những hình ảnh so sánh và nhân hóa trong các đoạn văn. Thì những hình ảnh so sánh có trong các đoạn văn là lá bàn mới nảy, trông như những ngọn lửa xanh, lá bàn mùa đông đỏ như đồng. Nó như một con quái vật già nua, câu có và kinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười. Và những hình ảnh nhân hóa làm cho cây sồi già như có tâm hồn của người. Là mùa đông, cây sồi già câu có, xinh xỉnh, vẻ ngờ vực, buồn rầu. Xuân đến,
Nó say sưa, ngây ngất, sẽ đung đưa trong nắng chiều. Thì những hình ảnh so sánh và nhân hóa có tác dụng gì? Những hình ảnh so sánh và nhân hóa có tác dụng gợi tả một cách cụ thể, sinh động đặc điểm, vẻ đẹp riêng của cây, khiến chúng trở nên gần gũi, thân thuộc với con người. Và tiếp theo chúng ta đến với bài tập 2. Đọc một số đoạn văn miêu tả hoa, quả dưới đây và nêu nhận xét về cách miêu tả của tác giả. Đầu tiên cô sẽ cho các bạn quan sát hoa sầu đông. Và đây là quả cà chua. Chúng ta cùng đến với bài hoa sầu đông. Hoa sầu đông. Vào khoảng cuối tháng 3, các cây sầu đâu ở vùng quê Bắc Bộ đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười. Hoa nhỏ bé, lấm tấm mấy chấm đen nở từng chùm, đu đưa như đưa bổng mỗi khi có gió. Cứ đến tháng 3, nhớ đến sầu đâu là tôi chẳng thấy thanh thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng. Mát mẻ còn hơn cả hương trâu, mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc. Mùi thơm huyền diệu đó, hòa với mùi đất của ruộng cày vỡ ra, mùi đậu đã già mà người nông phu hái về phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lý, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm sắc nước đưa lên. Bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu, khiến người ta cảm thấy như ngây ngất, như say một thứ men gì, theo chữ bàn. Hoa sầu đâu được tác giả miêu tả có những đặc điểm là hoa nhỏ bé, lấm tấm mấy chấm đen nở từng chùm. Cứ đến tháng 3, nhớ đến sầu đâu là tôi cảm thấy thanh thoảng đâu đây một mùa thơm mát mẻ, dịu dàng. Mát mẻ còn hơn cả hương đâu, mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc. Tiếp theo chúng ta đến với bài tả quả, qua bài quả cà chua. Đêm huyền diệu đã rủ hoa cà chua lặng theo vòng thời gian chuyển vần. Hoa biến đi để cây tạo ra những quả nõn chung màu với cây, với lá. Cà chua ra quả xung xuê, chi chít, quả lớn, quả bé, vui mắt như đàn gà mẹ đông con. Quả một, quả chùm, quả sinh đôi, quả chùm ba, chùm bốn. Quả ở thân, quả leo nghịch ngợm lên ngọn, làm khỏe cả những nhánh to nhất. Nắng đến tạo vị thơm mát dần trong quả. Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ hiền diệu. Cà chua thắp đèn lồng trong lùm cây nhỏ bé, gọi người đến hái. Màu đỏ là màu nhận ra sớm nhất. Những quả cà chua đầu mùa theo sự náo nức cho mọi người, theo Ngô Văn Tú. Thì qua bài này, tác giả đã miêu tả quả cà chua từ khi hoa rụng đến khi kết quả, từ khi quả còn xanh non đến khi đã chín mọng. Và tác giả đã miêu tả vẻ đẹp quả cà chua khi ra quả mọc xung xuê, chi chít và khi chín thì có màu đỏ mọng như những chiếc đèn lồng. Qua những đoạn văn trên thì khi các con làm một bài văn miêu tả cây cối thì các con nên chú ý những điều sau đây. Chúng ta sẽ quan sát theo một trình tự hợp lý, sử dụng các giác quan khi quan sát. Chọn một số nét đặc sắc nổi bật của các sự vật để miêu tả. Kết hợp tả sự vật với diễn đạt cảm xúc của người bằng nhiều giác quan. Diễn tả chúng bằng các cách dùng từ ngữ gợi hình, gợi âm thanh như các biện pháp so sánh, nhân hóa. Vận dụng biện pháp so sánh và nhân hóa khi viết văn miêu tả có tác dụng làm cho sự vật được miêu tả trở nên cụ thể, gần gũi, sinh động hơn và như thế
bài văn sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn. À, bài học của cô đến đây là kết thúc. À, cô rất cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe, và các con có thể lên mạng tìm hiểu thêm về các bài văn hay để các con có thể có một cái nguồn tư liệu để chúng ta có thể làm bài văn có nhiều ý tưởng hơn. Cô chúc các con và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô xin chào tất cả các